Xin chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Tải. Và hôm nay công hàng tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã về hàng. Công hàng phụ tùng xe tải nặng, hàng nhập khẩu về hàng tại kho quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi hạ công vào buổi đêm. Hiện tại là đang là 11 giờ. Thời tiết thì vừa mới mưa xong. Hiện tại là anh em đang chuẩn bị cho công hàng. Bắt đầu hạ công hàng rồi. Kho tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Chuẩn bị một kho hàng đây để phục vụ anh em. Anh em có nhu cầu về các phụ tùng của xe tải nặng, phụ tùng móc bồn chở xi măng, xe bồn trộn bê tông, các phụ tùng của dòng xe chuyên dụng, anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0962 820 686, hoặc là truy cập vào website xeototaichuyenduong.vn để cập nhật những sản phẩm phụ tùng mới nhất bên em. Sau đây em tiếp tục hạ công hàng, thì xin kết thúc video tại đây. Xin chào, cảm ơn anh em.